Truy tìm kẻ cầm đầu băng áo cam hội quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Dương Đại Chí đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm. Anh ta được xác định là kẻ cầm đầu băng áo cam hội tại quán nhậu. Liên quan đến vụ băng áo cam đánh người, đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân, công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo truy tìm Dương Đại Chí, 30 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Chí được xác định chủ mưu trong vụ việc và đang bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài Chí, cảnh sát cũng phát thông báo truy tìm một số người có vai trò quan trọng liên quan đến vụ việc. Họ gồm Phan Vĩnh Thuận, 18 tuổi, Lê Ngọc Đăng Khoa, 26 tuổi và Trần Hoàng Pha, 31 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định nhiều thành viên trong băng áo cam từ dưới quê lên có tuổi đời rất trẻ. Phần lớn những thành viên từ 13 đến 14 tuổi, không có việc làm nhưng thích ăn chơi lêu lỏng. Những kẻ chủ mưu đã bỏ tiền thuê họ tham gia vào vụ án, một cán bộ điều tra nói. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng chục người và đang truy xét những người còn lại. Tối 5 tháng 6, băng áo cam đi xe máy đến trước quán ốc ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, chửi bới. Sau đó, một số người trong nhóm này mặc áo khoác màu cam, cầm dao tự chế, ba chĩa, xông vào quán đập phá bàn ghế và gây thương tích cho một người đàn ông 30 tuổi. Sau khi gây án, nhóm người trên lên xe rời đi theo hướng về phường Bình Trị Đông B. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm người đã huy động lực lượng, hẹn nhau giải quyết. Để phân biệt hai phe, một nhóm mặc áo cam mang hung khí đến quán ốc ở quận Bình Tân. Tuy nhiên, họ không gặp được người cần tìm nên nhóm này đã đập phá quán nhậu, đánh một người 30 tuổi bị thương. Cảnh sát kêu gọi những người trên ra đầu thú và thông báo ai thấy họ thì tạm giữ và thông tin tới phòng cảnh sát hình sự tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, quận 1 hoặc liên hệ với cán bộ trung tá Trần Hoài Đức, đội trưởng đội 4, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 0909 298 686.